Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan có tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng và đã hoàn thành đưa vào khai thác từ tháng 4 năm 2022. Tuy nhiên, gần đây trên tuyến cao tốc này liên tục xảy ra tai nạn giao thông khiến rất nhiều tài xế, người dân lo ngại. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tuyến đường La Sơn - Túy Loan có quy mô 2 làn xe, mặt đường rộng 11 mét, chỉ có ô tô được phép lưu thông. Khi đưa vào khai thác, nhiều đoạn đường giới hạn tốc độ chỉ dưới 60 km/h, tối đa là 80 km/h. Từ đầu năm 2023, cả phương tiện lưu thông trên tuyến đường này ngày càng lớn, nhất là ô tô chở khách đường dài do được kết nối thông tuyến với cao tốc Cam lộ La Sơn. Đi tức là thứ nhất là thoáng và dân cư ít thoáng đường. Thoáng đường và thứ hai nó làm mình đỡ phải những cái khó khăn ở những cái hiểm ở những cái đường tránh ngang nao rà. Nhiều những chỗ khúc cua là phải cần những có những cái biển báo để tài xế tức là biết trước để mà lường. Tuy nhiên do địa hình đồi núi phức tạp, nhiều đoạn đèo dốc quanh co tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông là rất cao. Mới đây, chiều ngày 25 tháng 7, một xe khách di chuyển trên tuyến theo hướng Bắc Nam khi đến đoạn km 17+700, đoạn qua địa phận xã Hương Phú, huyện Nam Đông, xe bị lật nghiêng vào vách núi. Hậu quả vụ tai nạn là một người tử vong và nhiều hành khách bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe không làm chủ tốc độ khi xử lý tình huống dẫn đến xe bị lật trong điều kiện thời tiết có mưa. Thực tế này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần sớm có những giải pháp điều chỉnh kịp thời. Trạm cảnh sát giao thông Phú Lộc xây dựng kế hoạch phân công các tổ công tác hàng ngày tuần lưu trên tuyến La Sơn - Túy Loan nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến, chủ yếu tập trung vào các lỗi như chạy quá tốc độ, các lỗi đi sai phương đường để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông. Mặc dù đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan đã đưa vào khai thác hơn một năm, nhưng hạ tầng giao thông chưa được đầu tư hoàn chỉnh. Nhiều lái xe gọi đây là tuyến đường 30, không có đèn đường, nhiều vị trí không có sóng điện thoại, không có camera giám sát. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế được giao nhiệm vụ tuần tra kiểm soát việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này với chiều dài 35 km. Phòng Giao thông đã chủ động kết hợp cùng với Ban An toàn Giao thông tham mưu cho các ban ngành là tiến hành kiểm tra, khảo sát, đánh giá lại cái thực trạng và có những cái kiến nghị đề xuất lắp đặt các cái là camera giám sát về tốc độ, giám sát về phần đường, làn đường, tránh lái xe là chạy quá tốc độ, rồi là vượt ẩu, lấn làn, đặc biệt là qua các đoạn cua che khuất tầm nhìn thì sẽ là dẫn đến tai nạn. Thì rồi là kiến nghị là bắt cái hệ thống là sóng điện thoại để là đêm hôm có những cái là sự cố xảy ra thì là để là chủ động kịp thời liên lạc để mà xử lý các tình huống. Trước thực tế này, mới đây đoàn công tác liên ngành đã kiểm tra thực tế trên tuyến đường La Sơn - Túy Loan và có kiến nghị lắp đặt một camera giám sát tốc độ, 4 camera giám sát làn đường, lắp dừng mới, biển cảnh báo đường đèo dốc quanh co liên tục, điều chỉnh di dời và tháo gỡ các biển báo hạn chế tốc độ ở một số vị trí. Việc lắp đặt camera giám sát tốc độ, phân đường, làn đường là rất cần thiết. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là chưa có hệ thống điện lưới cũng như sóng di động trên tuyến đường. Nhưng vấn đề này cần được Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, có những giải pháp tháo gỡ và giải quyết nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông trên tuyến đường này.